lắm ta. Ủa Di đang làm gì anh Di? À, anh đang lấy đèn để lắp cho xe khách em ạ. Ủa, xe gì anh? Xe Kia, Kia K3. Ủa, cái bê mới ra mà sao thay điện hả anh? Đúng rồi em. Tại vì con đèn này có những thứ rất là hay ho. À, rồi em cũng muốn biết nữa cho em đi chứ. Ok, em biết những thứ hay ho đó là gì thì đi theo anh này. Đây là chiếc Kia K3, anh sẽ nâng cấp hai cặp bi này cho khách này. À, anh để đây nha. Đây một chiếc này. Đây một chiếc này. Con này là vua bilet. Đây. Đây. Quả bèn V30 Ultra 2022 của chúng ta đây. Ủa nó khác gì gì anh? Ok, bây giờ anh sẽ giới thiệu những cái hơn của cái đèn này. Tại sao mình phải nâng cấp lên nha. Thứ nhất là công suất nó sẽ lớn hơn này. Rồi, thứ hai, quả đèn này nó sẽ có mặt cắt. Thì mặt cắt là sao? Nó chỉ sáng có một nửa thôi. Là người đi đối diện mình nó sẽ không bị chói mắt. Rồi, thứ ba, ánh sáng nó sẽ được chiếu xa hơn. Nó rộng hơn và nó đều hơn, nó đẹp hơn. Con này có khả năng chiếu xa đến 800m em. Wow. Con này là bilet. Bilet à? Chơi vậy hả? Con này anh sẽ lắp vào vị trí cốt trên xe. Ủa còn cái con kia thì con gì anh? Ok, con này à. Con này thì nó đặc biệt hơn một chút xíu, V20L. Con này là con đặc biệt hơn một chút xíu vì nó có thêm laser nha em. Bây giờ anh sẽ mở ra cho em coi này. Đây. Đây là con V20L lưu của chúng ta. Con này có giá nên biết là 14 triệu. Con này có công suất là 65W. Con này nó đặc biệt hơn một chút xíu là có laser. Khi mình pha lên thì nó có thêm laser thì ánh sáng nó sẽ được chụp lại, nó chiếu ra xa hơn. Con này có khả năng chiếu xa đến 900m nha em. 900m ạ. Để mình đi trên đường cao tốc này, rồi hoặc là đi những cái cung đường quốc lộ. Mình đi tốc độ cao thì nó sẽ giúp cho mình có tầm nhìn quan sát hơn, tốt hơn. Mình sẽ đi mình sẽ tự tin hơn nha. Yeah. Ủa còn giá của hai cái đèn là bao nhiêu anh? À anh sẽ nói lại một lần nữa. Con mua bilet này lắp ở vị trí cốt này thì anh thì giá niêm yết của nó là 10.500.000. Còn con V20L new này giá niêm yết là 14 triệu em. Giá lắp đặt hoàn thiện nó. Còn bảo hành sao anh? À bảo hành. Cả hai con này đều được bảo hành điện tử 3 năm, bảo hành toàn quốc nha. Có vấn đề gì thì mình đi toàn quốc trên đường đều được bảo hành hết. Sao để vậy? Ok.